Cháu không biết nói đâu, nói được một hai câu thôi. Ồ, này gì tao mà hiu à? Mày hiu con à? Hả? À. Nhưng mà hiu con à? Có cái nồi, khám phá cái nồi này tí. Ui. À, cái nồi này à. Tít sâu trong này lại có những căn nhà như thế này thì bị bỏ hoang. Nhà này nhà vệ sinh này, hai căn này cũng là nhà tắm, nhà vệ sinh rồi đấy. Còn đây thì cả một cái dãy nhà như thế này thì giống như là một điểm trường vậy. Đây là một điểm trường học không có tên, vùng sâu trong này. Ở đây thì mình không ngờ luôn đấy. Ở tít sâu trong này lại có một cái điểm trường đây mà lại xây khang trang như thế này rồi chứ. Đúng rồi, điểm trường. Và thêm một căn nhà cũng khang trang không kém phần. Cái này là như là cái trường mầm non vậy. Nhưng tại sao là giống như là một cái giống như là một cái nhà bỏ hoang vậy? Cái này như bỏ hoang chứ không phải là không sử dụng đến nữa rồi. Cái này là cái trường mầm non đã bị bỏ đi. Nó bị bỏ phí. Kia là một cái trường có 1 2 3 3 phòng học. À, 4 phòng học. Nhưng mà sao lại bỏ phí nữa là nhỉ? Không lẽ nào ở trên này nó vùng sâu quá rồi mọi người bỏ đi à? Những cái trường mầm non này, cái phòng học mầm non này là bỏ đi rồi đấy. Thế mình tới xem coi có ai ở nhà không, mình hỏi thăm một chút. Cái nhà khóa cửa mà. Nhà khóa cửa rồi. Ủa, nhà này à, có được cái à, chuồng lợn chuồng bò đây này. Không ai ở nhà đâu. Vùng sâu ơi là sâu trên này, sâu xa trên này mà lại có cái điểm trường bò không, với lại cái nhà nhà ở đây không ai ở, người ta đi làm hết rồi. Đây là đi làm. Mình thử đi ra đây xem coi có ai ở ngoài đồng này không. Hình như là không có một bóng người luôn. Xa xa tít dưới kia là có một cái căn nhà nữa. Rất là hoang vắng luôn nhá. Đấy, ở trên này hoang vắng. Thấy không thấy một bóng người nào luôn. À, vậy thì khả năng là mọi người đi làm hết, và ở dưới kia là có những cánh đồng, thậm chí có cái thửa giống như thửa ruộng. Thì mọi người chắc có lẽ là đi làm hết.
Mình đi khám phá nhiều nhưng mà chưa khi tình trạng nào mà gặp một cái chỗ mà mình cảm thấy nó cứ ngại ngại, thấy nó có cái gì đó. Đây cho mọi người xem lại cái ngôi nhà này, rất là to nhá, nhà này này. Đây, được xếp bằng đá mà không có xi măng. Nhà này thì mọi người đang ở, có nuôi cả chim, quần áo phơi đầy hết ngoài này. Nhưng mà cái một cái câu hỏi mình đặt ra đó là tại sao hai cái trường học lại xây ở chỗ này, một cái trường học và một cái mầm non, mà trong khi đi vào trong này nó đã hết đường rồi, cuối cùng của cái thôn luôn, nhưng mà lại có 3-4 phòng học ở đây, cộng thêm cả cái nhà phía sau của trường mầm non là hình như là nhà của giáo viên ở. Khá là tò mò. Đây là bể nước rồi. Hình như đang nghe thấy tiếng xe rồi. Mình mới bước vào thì mình cái cảm giác là như ở đây như một cái lô cốt hay là cái đồn biên phòng hay là một cái nhà như kiểu là nhà của bộ đội hay là kiểm lâm ấy, làm ở trong rừng ấy. Nhưng mà đây là trường học. Hai bé đi đâu đấy? Đi chơi. Đi chơi á? Thế hai con à? Hai con chú hỏi là cái trường học này ngày trước là con học ở đây hả? Không. À, thế trường học này người ta không còn dùng nữa, không học nữa hả? Không. À, vứt đi, bỏ đi rồi đúng không? Đúng. Thế nhà cháu ở đây hả? Không, nhà cháu ở bên kia. Ồ, ở bên kia còn nhà hả? Thế bây giờ có ai ở nhà không? Có. À, có người ở nhà. Cháu ăn kẹo không? Không. Không à? Chú vào nhà chơi được không? Có ai ở nhà không? Đấy, ăn... Bố cháu đang về. Bố cháu đang về hả? À, bố cháu về thì để chú vào chơi. À, đi nào. Hai cháu đi đâu bây giờ, đi đâu? Đi ra đường. À, ra đường ra đi. Chú đi vào đây nào. Đi sao? Chị gái à? Ôi, chưa kịp hỏi. Mình chưa kịp hỏi. Ôi, ở đây. Thôi mình đi vào đây xem coi cái nhà này có ai ở không. Này không biết có người ở không. Nghe lời bé kể thì mình đi sang bên này xem coi. Bên này còn có nhà. Những bản làng này thật là nó là một khiến mình, có điều nó khiến mình tò mò thật. Bản làng những vùng sâu, đường khó đi mà lại còn ít người, nhưng mà mình không hiểu họ lại xây một cái điểm trường ở trên này mà bây giờ lại bỏ không ấy. Mùa này bà con thu ngô hết rồi,
Nhà trong này còn xa không? Nhà hai bé kìa. Bây giờ này có ai ở nhà không? Nhà mấy nhà? Có ai ở nhà không? Đi hết rồi. Nhà này mình có thấy một vài cái xe biển số 97. Cảm giác giống như là người ở bên Bắc Cạn chuyển sang đây. Không biết là có phải không? Đấy là mình suy đoán. Mình ba nhà, mình đi qua nhà nó nữa xem. Này, cái vườn nó ra bằng cái này. Có ai ở nhà không? Em chào ạ. Em piao à? Ông à? Ông à, xuống về. Cháu không biết nói đâu, nói được một hai câu thôi. Này cháu mày hiểu à? Mày hiểu con à? Hả? Mày hiểu con à? À. Thế ông chắc phối tay mày. Hả? Chắc phối tay đi. Đâu chắc. Đây chắc nè. Ồ. Ông à sườn ngắm thì ông sườn cần đéo dưới sườn nè. Đây là tàu. Hả? Đây là tàu à. Ý là ngắm thì cần đéo dưới sườn nè. Ông dưới sườn ha. À. Ờ. Ông à bây giờ mở cần bây giờ liệu nhỉ? Bây hết công vừa đồng vừa lăng là. À hết công nhỉ? Ờ hết công nhỉ? Vừa đồng vừa lăng à. À. Đồng vừa xì là. À, ông. À, cái này là cái gì đấy ông? Ồ, à này cần cần là mi khuôn mồ thôi. Hả? Cần mi khuôn mồ thôi. À, cắt à? Ờ, cắt à này cần mi khuôn mồ à, khuôn mồ à. À, ốc bẹ mà cắt rồi à? Ừ, đúng này. Ờ, ốc bẹ mà này, à này này, ốc bẹ mà này. Ông chắc thỉnh tay đấy à này. Ờ, ông đưa chắc vô. Ông kè à. Ờ, ông kè à. Sơn ông dưới này hưng rồi là. Hả? Sơn đâu dưới này hưng rồi là thì cả dưới tờ chuyển màn ấy. Dưới này đó. Dưới này hưng à? Ờ, dưới này hưng nữa. À. Ờ. Thì vừa hỏi ông là nhà ông chuyển từ đâu đến. Tại vì à, con thấy cái biển số xe, mấy xe đi ra là toàn biển số Bắc Cạn đấy. Ồ. Ồ, lào đấy à. Lào đấy, lào cũng... chắc dưới này mi cân dưới thượng này mi cân dưới đây đó là hàn nhà con chào ông ông không biết nói không biết nói đó hả hỏi chuyện nhưng ông không hiểu mẹ hiu à thế ông à thế bác có biết nói tiếng phổ thông không biết chứ nhỉ à, hai trẻ họ ông thì hai trẻ con à à đây bác đây làm bác à à làm bác à. Đây là anh ừ. À. Ông thì làm em à tại vì cháu thấy là có mấy xe đi ra ở mình đấy toàn biển số 97 ấy, không biết là có phải người Bắc Cạn qua đây không nhỉ? À, người ta chủ nhà người ta này họ chuyển ngu về đây. À họ chuyển về đây hả? À họ chuyển ngu về người ta đấy. Cho với trẻ con này hai anh em à, người 37 à. À. Ông chè... này, ông chắc chẳng tay mày. Tây à? À? Chắc nhỉ. Chắc nổi thôi. Chắc à. Vậy ông là cần khâu à? Cần là cần dao à?
cần giúp dân tộc Giao. Dân tộc Giao. Ừ. Lát đỏ hay là giá tiền? Đỏ đấy, mắn mắn đỏ đấy. À. Nên này con thì chỗ này là chỗ anh à? Nghe. Quay phim. À. Quay lên tivi. Đi có việc gì đi đi đường lên làm gì Tết à? Đi chơi. Chơi à? Đi chơi, đi khám phá làng bản ấy. Vâng. Dạ. Đi tìm hiểu, đi quay phim ấy. Quay phim. Tại vì ở làng mình nó cao, nó đẹp ấy. Vâng. À, thế là tưởng là đây vẫn là thuộc xã Thanh Long chứ. Thanh Long thì chào bác. Chào nhá. Anh đi chở mình về đấy. Chở ngô. Ngô á? Ờ. Vì có quẹt thấy thiêng mà tại vì cảm tài này con nào quá. Ngô. Đi à, nhà mình đang đi bẻ ngô à? Mình có về nhà thân, mình có nhà cao vui thân hôm nay, mình có nhà. Anh là nhà tôi rồi. Vâng. Đấy, hai bạn. Chở xa không? Khá xa. Gần một cây đấy. Một cây à? Ra tận ngoài kia. Vâng, ngoài kia. Đi theo qua luôn. Em hỏi tò mò một chút, em thấy cái trường học ở trong này ấy. Thế người ta bỏ không rồi nhỉ? Bỏ rồi, bây giờ năm nay cắt. Tại sao người ta xây dựng lên một trước kia có người học không? Có. Năm nay vừa cắt. À mới cắt năm nay. Cắt năm nay. Hết học sinh ít quá. Vừa nãy em vào em thấy cái trường mầm non nó tan tành ấy. Ờ đúng rồi. À. Năm nay vừa cắt. Thế bây giờ chở ngô cho nhà bác nè. Vâng vâng. Lấy nhà. À lên đi. Thêm một anh nữa. Ui nhiều thế nhỉ. Nhiều xe thế nhỉ. Đấy mình vào đúng cái nhà đang bẻ ngô. Ôi dồi, nhà ở trên này. Có. Xe vào nhà luôn ạ. Xe phi vào nhà luôn à. Anh em mà đi xe máy à? Đi thẳng vào trong nhà. Bếp, đây, bếp. Có cái nồi. Khám phá cái nồi này tí. Ui. À, cái nồi này à. Rất là tiện luôn, xe bảo là không đến này, bây giờ đến nhà mà đến trong nhà luôn. Con đi nhá ông nhá. Dạ rồi, con đi về đã. Con đang tò mò một tí là những cái túi này túi gì ông nhỉ? Túi này túi muối ạ. Cái này à, cái này muối, muối. Muối. Sao để thế này con thấy đen đen tưởng là cái gì? Không có cái gì đâu. À xong này còn có cái này nữa, bún khô. Cái này ông nhà mình tự làm hả? Ông khác làm đấy, ông để mang gạo đi làm đấy. À. Mang gạo đi làm. Vâng. Bún khô tự làm lấy. Vâng. Ở đây thì khó, để không có cái gì làm được đâu. À đem đi chỗ nhà máy làm hay là đem đi ra kia nhờ người ta làm hả? Vâng. À. Đi đến thông nông đấy. À. Hàng đấy. Chợ thông nông làm đấy. Có thấy cái này lạ này. Cái này để lấy cỏ cho lẻn cho bò ăn ơi. À. Cái này lấy để cắt cỏ hả? Và cắt cỏ đây. À. Ồ cái này cắt cả lúa nữa chứ. À, cắt cỏ cắt à gạo có gọi là cắt được thôi. Cắt lúa. Vâng. Rồi vậy con xin phép ông nhé. Vâng. Con xin phép con đi về đây. À, con cho con đi đây bây giờ để đến đấy đó. Được rồi con đi về đây. À. Ôi ông cái này là mình cũng dùng nước mưa hả?
Trời nước nước mưa đấy, sao dùng nước mưa đây ở đây thì nước khổ quá. À không có nước đâu phải không? Vâng. À, không có nước đây sướng đấy. Thế còn cái vòi này này? Vâng. Nó đi cái này nước toàn nước mưa hết. À nước là dùng nước mưa thôi. Thôi, con cảm ơn ông nhá. Hai bé nhỏ. Từ từ thôi. Từ từ thôi. Hai bé nhỏ nhìn thấy chạy. Nhà này không à, không có người ở. Thắc mắc và thấy xe về biển số 97 không phải. Đấy, những ngôi nhà như thế này. Ngôi nhà này à, đậm chất của vùng cao đấy. À, mái thì pro rồi. Không thấy ai nhà. Con chào hai bà. Bà đi đâu về? À chị thôi nhỉ. Hai chị. Hai chị đi đâu về hay đi làm? Xem ngô à? À xem ở đâu? À thế không phải nhà mình ở đây à? À là nhà ở trên kia à? Đây là hai mẹ con à? Xem thì nó mọc rồi mà. À xem coi nó rậm không rồi mình làm cỏ à? À chị, cho em hỏi là cái kia là cái nhà hay là cái lều? Cái nhà. Nhà người ta? Nhà không có chồng thì mình một người làm ít ở. Thế bây giờ có ai ở nhà không? Không có. Đi đâu rồi? Sang nhà bên kia? À đấy là đấy là nhà. Bà lớn tuổi chưa, người già chưa? À đàn ông à? Bị thần kinh. Bị thần kinh à? Thế vẫn vẫn đi chơi bình thường chứ đúng không? Đi chơi bình thường, làm việc không được. Thế làm việc không được thì ai nuôi? Nhà nước cho tiền. Nhà nước cho tiền. À em thấy cái nhà nhỏ nhỏ em định là đứng em định vào đấy rồi, nhưng mà thấy chị ở đây thì em vào em hỏi. Thế bé này năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 6 ạ. Lấy chồng chưa? Chưa. À thế nhà nhà chị hai mẹ con là ở trên đấy. Ở trên. Nhà này có ai ở không? Cô có đi nhà chị chơi rồi. À lên nhà chị chơi rồi. Nhà chị hôm nay có việc gì à? Không có việc gì. Mẹ nó ở ở mẹ nó ở đó. Ở bên kia. À. Mẹ nó ở trên nhà chị. Ở đây mình chị ở đây mình thuộc làng gọi là bản gì? Cốc Trà. Cũng là Cốc Trà hả? À thế là với trong kia là một đấy. Với trong kia sống đây một sống. À. Cốc Trà Yên Sơn. Thế bây giờ dặm à, chị dặm à? Thế làm đi. Em tí nữa em đứng lại làm mất thời gian của chị. Làm thì em xem. Em xem hộ được không? Em chỉ xem cây nào không ra thì mua vào. À, cây nào không mọc thôi gì? Thế thì cũng có nhiều ấy chứ. Này, đây có hai cái không có này. Đây nữa này. Cái này là mình phun thuốc rồi chị nhỉ? Đây này phun thuốc rồi nhưng mà nó lại rậm rồi. Ờ, họ làm một cái nhà nhỏ nhỏ ở đây nhỉ? Thế bố mẹ của họ ở đâu? À nhà mẹ là ở đây à? Hai mẹ con nhỏ, nhà to thì ở
Thế là bây giờ là làm một cái nhà nhỏ cho ở riêng. Vậy hai mẹ con làm nhé. Thế hỏi thì thấy tò mò hỏi tí thôi. Mình đi đường mình thấy căn nhà nhỏ trên này, mình tò mò một chút. Này có căn lều, như căn lều vậy. Mình tò mò hỏi hóa ra đây là cũng là một căn nhà nhưng mà của một người thần kinh không ổn định lắm. Vâng, mình chắc có lẽ mình cũng xin được kết thúc video tại đây. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Đời sống bà con thì có rất là nhiều nơi mà chúng ta cần khám phá để chúng ta tìm hiểu về đời sống bà con ở vùng sâu, nhất là đồng bào người dân tộc Mông và người Dao. Họ có những cuộc sống thật là đơn giản, mộc mạc và đúng đậm chất quê. Mình kết thúc video tại đây nhé. Cảm ơn mọi người nhiều.